hết bụng con em ơi. Thở bụng. Ơ, áo bên trong đâu? Sao không thấy? Chúng ta cảm thấy là chúng ta tận hưởng đến phút này, chúng ta dự định là chương trình ngày hôm nay máy bay sẽ hạ cánh vào lúc 11:55 và đến bây giờ là đoàn xe đã phải về tới đường Kim Ngưu rồi. Nhưng mà hãy nhìn đây là hình ảnh ở trên chiếc xe buýt đã được thiết kế đặc biệt, một không khí rất đặc biệt. Và quý vị hãy chú ý chúng tôi với đôi khi hình ảnh hơi chuyển hướng hơi đông một chút, bởi vì là xe di chuyển rất là nhanh và dòng người hâm mộ hai bên đường cũng rất là đông, nên chúng tôi sẽ cố gắng ở mức tối đa.